lòng cương trực. Thôi Chữ là quyền thần nước Tề, định giết vua Thanh Công, bèn hội họp sĩ phu lại ăn thề. Ai nấy đều sợ hãi, răm rắp vâng lời. Duy có án tử, nghiễm nhiên như không, nhất quyết không chịu thề. Thôi Chữ bảo án tử, ngươi nghe ta lấy được nước thì ta cho một nửa, nhưng bằng không nghe, ta giết ngay lập tức. Lúc ấy, bốn mặt quân lính hầm hầm những sự đưa gươm giáo ra, đâm chém án tử. Chạy đến nơi mà án tử vẫn không biến sắc mặt, ông Dung nói rằng, lấy lợi giữ người ta mà bảo người ta phản bội quân thượng là bất nhân, lấy binh khí hiếp người ta mà làm người ta mất chí khí là bất dũng. Giết thì giết, ta đây không theo việc nhà ngươi làm. Thôi Chữ nghe nói không dám làm gì án tử. Án tử đứng dậy, ông Dung bước ra. Lời bàn, cường quyền thường muốn át công lý, tuy vậy công lý vẫn hay uốn được cường quyền. Thôi Chữ mạnh biết bao nhiêu, mà chỉ một câu nói của án tử cũng đủ làm cho phải lùi. Thế mới hay, cái lòng người, cái lẽ phải có sức hơn là mũi gươm ngọn giáo. Những người có lòng trung nghĩa, cá tính cương quyết như án tử, cứng như sắt, đỏ tựa son, dù nguy cấp thế nào cũng không đổi đại tiết, chính là người giữ được công lý để đối phó với cường quyền.